Đây là một ví dụ về email mà chúng ta có thể viết. Đầu tiên là chúng ta có title với prefix và cái email title phía sau. Phần nội dung thì chúng ta có phần mở đầu, chào những người nhận, giới thiệu cái context mà cái email này đề cập đến. Tiếp đến là cái phần message chính của cái email thì chúng ta đưa ra yêu cầu mà chúng ta cần và đưa ra những cái expectation. Ví dụ như đây là deadline, có thể là thứ 2 tuần tới. Kết thúc email thì chúng ta nói lời cảm ơn và chữ ký ở cuối cùng. Thì đấy là cơ bản bố cục của một email mà các bạn có thể follow.